Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hiện tại địa chỉ của cửa hàng là ngã tư Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Số điện thoại 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua Zalo, bên em tư vấn. Thì bên em có chuyên tất cả loại dòng máy. Đấy, thì quý khách hàng nào yêu cầu liên hệ thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo. Đó, thì làm việc bên đó. Thì hiện tại cửa hàng Nhật Nông Cơ mới dọn được một máy cưa xích Estin 170C. Hàng này là hàng trợ lực nhá. Đó, hàng của Đức nha mọi người. Đây, máy nói chung là còn đẹp xuất sắc 90%. Đấy, em quay chi tiết cho mọi người xem ha. Thì thằng này là xi lanh 37 ly, rất thích hợp cho sở hữu trong gia đình thôi nha mọi người. Đó, sở hữu trong gia đình thôi. Đây, dây còn mới tinh nha. Bây giờ camera nó hơi mờ nhỉ. Mọi người chờ em xíu nhá. Rồi. Đó, dây trên này mới tinh nha mọi người. Đó, còn cái phần này thì hơi đen. Chắc là tại vì giật nhiều quá, nhớt bám nhiều. Đó, lam thì sử dụng lam 40, xích thì xích rin còn hơn nửa sạc. Đó, mã số seri của máy đây, 80270454. Đó, tem mạc còn nguyên nha mọi người, nói chung còn cực kỳ là đẹp. Đấy, thì cái khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em, bên em có ship toàn quốc. Giờ em sẽ test tiếng nổ cho mọi người xem nha. Thì trước tiên khởi động, mọi người để ý có hai bình chứa nguyên liệu này, bình ở dưới là xăng pha với nhớt, nắp bên trên này là nhớt thải rô lam xích nha mọi người, nó đều có ký hiệu hết nhá, mắt xích đây nha mọi người. Đó, đấy. Thì giờ em sẽ vào phần khởi động. Thì trước tiên khởi động, mọi người để ý cái cần e này nó có 4 nấc nha. Nấc đầu tiên là mức o, là mức này là mức tắt. Mức thứ hai là mức y, là mức này là mức xài bình thường. Mức thứ ba là mức lên 30% ga. Muốn mở được mức thứ ba thì mọi người phải gạt qua mức thứ tư, nghĩa là bóp ga này, đẩy xuống mức thứ tư, bóp ga mới đẩy xuống được mức thứ tư nha. Đó, thì mức thứ tư này có tác dụng là trường hợp để lâu hoặc hết xăng, mọi người đẩy nó xuống là nó sẽ đóng e gió lại, giật nó ho một tiếng là nó báo hiệu lên xăng. Mọi người đẩy lên mức thứ hai là xài bình thường. Còn mọi người muốn nó tự bóp ga 30% ga thì mọi người đẩy nhẹ lên mức thứ ba, đó là nó sẽ tự lên 30% ga nha. Đấy, thì giờ em sẽ khởi động nó nhé. Có trợ lực nha, thì rất thích hợp cho những chú nào leo trèo, cắt chủ yếu trong gia đình nhé. Xi lanh 37 ly là cắt rất là vừa tầm rồi, chủ yếu là gọi như là các chú nào có tuổi cầm con này cực kỳ là nhẹ nhàng, nhỏ gọn luôn. Cái kiểu thiết kế của nó cũng rất là đẹp ha, đẹp mắt. Bây giờ em sẽ dập nổ lại. Cái này nha là cái thắng xích nha mọi người. Có thắng xích nha. Mọi người đẩy xuống, đẩy mạnh nó xuống là nó sẽ tự khóa xe này. Đó. Còn cái này nói chung là rất thích hợp cho những anh em nào gọi như là nổ máy rồi bắt đầu dịch chuyển qua những cành cây khác ấy, hoặc những gốc khác là mình nên sử dụng đẩy này xuống cho nó an toàn nha. Đôi khi xe nó xoay á. Đó. Anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé.